Để chúng ta sẽ nhìn thấy quản lý này Đấy. Thì chúng ta sẽ kích vào cái chữ quản lý này Đấy, để đến để chúng ta đến một cái trang mà cái trang đó nó sẽ bao gồm các cái <laughs> Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn có thể đăng ký một kênh youtube và đồng thời sau đó thì các bạn cũng có thể lọc bớt tức là mình có thể là hủy đăng ký đối với một cái kênh YouTube nào đó thế thì vì sao mà chúng ta cần phải làm cái việc này bởi vì là đôi khi chúng ta thấy một cái kênh YouTube nào đó hay nó có cái các cái nội dung mà chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể theo dõi để khi mà có cái kênh đó nó có các cái bài mới chẳng hạn thì chúng ta sẽ được thông báo thì đấy là một cái lẽ thế còn một cái lẽ thứ hai nữa là đôi khi chúng ta lại đăng ký vào quá nhiều kênh Đấy, khiến cho cái việc là cái các cái kênh chúng ta đăng ký nó nhiều quá mà nó lộn xộn thì nó không đúng theo chủ đề và đôi khi nó lại đề xuất ra những cái video nó không đâu vào đâu đấy, khiến cho là cái cái nội dung đề xuất của chúng ta nó bị rối uh, loạn thế thì trong trường hợp đấy thì các bạn cần phải lọc bớt đi bởi vì là khi mà chúng ta uh, có chúng ta quan tâm đến quá nhiều thể loại thì cái kênh YouTube nó sẽ không biết được là cái mối quan tâm chính của chúng ta là cái gì và đôi khi là nó đề cập hay là nó đề xuất cho chúng ta những cái nội dung mà chúng ta không đáng quan tâm khiến cho chúng ta bị tốn thời gian. Vậy là các bạn đã hiểu được lý do vì sao chúng ta cần phải đăng ký và vì sao mà chúng ta cần phải hủy đăng ký. Thế thì trước khi vào cái bài học này thì nhớ đăng ký kênh youtube của tôi nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người biết được cái kỹ năng này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Giả sử như là chúng ta mở cái trình duyệt của chúng ta ra như thế này nhé Đây là trình duyệt, đấy, các bạn nhìn thấy trình duyệt Và các bạn có thể nhìn thấy có một số các cái shortcut để chúng ta có thể vào trực tiếp YouTube Thì cái này dễ rồi thế Hoặc là không, đơn giản chúng ta đánh chữ YouTube vào đây một cái để đánh chữ YouTube một cái Thế thì nó sẽ hiện ra là cái trang YouTube Và chúng ta có thể vào YouTube, đúng không? Vào YouTube đấy. Thế thì bây giờ, cái việc đầu tiên là chúng ta và muốn đăng ký đăng ký một cái kênh YouTube thế thì để mà đăng ký được một cái kênh YouTube thì chúng ta sẽ tìm đến cái kênh YouTube đó sau đó nó sẽ có một cái nút đăng ký và chúng ta sẽ đăng ký thì đấy là cái cách vô cùng đơn giản nhưng mà để mà đăng ký được một kênh YouTube thì các bạn cần phải truy cập vào trong cái tài khoản của mình nhé truy cập vào cái tài khoản YouTube của mình ấy đấy thì hiện nay chúng ta nhìn thấy là tôi đang truy cập vào một cái tài khoản YouTube này đấy Thế thì bây giờ chúng ta giả sử như các bạn muốn đăng ký kênh YouTube của tôi chẳng hạn thì các bạn vào cái phần mà tìm kiếm nhé, đánh chữ Vũ Duy Kiên này. Đấy. Xong enter một cái. Đấy thì có phải là các bạn sẽ nhìn thấy được là cái kênh YouTube của tôi nó hiện lên ngay đầu tiên không? Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó có cái chữ là đăng ký này. Đấy thì các bạn sẽ đơn giản là gì? Các bạn sẽ tích vào đây một cái. Tích vào đây đăng ký một cái. Là như vậy là bạn đã có thể đăng ký được vào kênh YouTube của tôi rồi. Đấy, đấy là cách vô cùng đơn giản. Đấy chúng ta kích vào đây đăng ký một cái này. Đấy đăng ký nhé Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong đấy. À, và lúc này khi mà cái kênh youtube của tôi có các bài viết mới hoặc là có cái thông tin gì đấy thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo đấy. nhớ là đăng ký xong này sau đó thì để mà nhận được thông báo ấy, thì các bạn cần phải làm cái, cái biện pháp thứ hai nữa là chúng ta kích vào cái chuông này nhé kích vào cái chuông này kích đăng ký và kích vào cái chuông này đấy. Đấy. mình có thể kích là tất cả này đấy. thì lúc này cái chuông này nó hiện ra là chúng ta đã đăng ký này và đã có cái chuông rồi. Thế thì vì sao chúng ta cần đăng ký? Cái điều quan trọng nhất là gì? Là chúng ta nhận được thông báo này. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đăng ký thì có phải là chúng ta đã uh, thấy là cái kênh này nó hữu ích, hữu ích thì cái người mà họ làm ra những cái video này thì họ rõ ràng là họ sẽ sẽ có nhiều động lực hơn. Đấy thì đấy là cái cách thứ nhất nhá. Cách thứ nhất mà chúng ta có thể đăng ký được kênh. Rồi, đấy là cái cách thứ nhất mà các bạn có thể đăng ký kênh YouTube nhá. ở đây là tôi ví dụ là đăng ký kênh của tôi nhá. Thế thì giả sử như là từ đây chẳng hạn mình cũng có thể hủy đăng ký được đấy giờ chúng ta kích vào đây một cái này sau đó chúng ta nhìn thấy có chữ hủy đăng ký này thì tôi sẽ kích vào đây hủy đăng ký nhé đấy thì nó sẽ hiện ra một cái ô như này này các bạn có muốn hủy đăng ký hay không đấy như vậy là các bạn đã vừa đăng ký xong và sau đó không thích thì lại hủy đăng ký đấy. thì đấy là cái cách thứ nhất này cách thứ hai là giả sử như là bạn tìm kiếm một cái video nào đó của tôi hoặc là của bất kỳ ai cũng được đấy, giả sử như là bạn muốn tìm kiếm ví dụ như là hướng dẫn hướng dẫn sử dụng note chẳng hạn ví dụ như vậy nhá đấy các bạn enter một cái Thế thì nó sẽ ra các cái các cái video hướng dẫn sử dụng note thế thì chẳng may ở đây thì tôi có rất là nhiều các video ở đây thế nhưng mà có thể các bạn tìm một cái chủ đề khác thì nó sẽ ra những cái video khác và sau đó thì các bạn sẽ kích vào đây các bạn xem nhé ví dụ như thế các bạn kích vào đây các bạn xem và bạn thấy cái nội dung này nó hay chẳng hạn đấy thế thì các bạn sẽ tìm xuống ở phía dưới này này, này phía dưới này này nó sẽ có một cái phần là đăng ký này chúng ta nhìn thấy có chữ đăng ký đây đấy thì chúng ta sẽ kích vào đăng ký này để đăng ký kênh đấy, đăng ký kênh đấy, trước mắt là chúng ta kích vào đây đăng ký kênh này kích đăng ký kênh này đấy và sau khi đăng ký kênh xong thì có phải là chúng ta sẽ nhìn thấy là là nó có cái chuông ở đây không đấy, cái chuông đây đấy thì chúng ta sẽ đăng ký xong và chúng ta sẽ cần phải kích vào cái chuông này nữa để mỗi khi có video mới thì chúng ta nhận thông báo thì chúng ta sẽ kích vào đây một cái này thì sau đó chúng ta sẽ chọn là tất cả nhé, đấy, chọn cái chuông đen đen này đấy. Thế thì lúc này Đấy, nếu mà các bạn làm được đúng như thế này. Đấy thì tức là gì? Đã đăng ký này và đã đặt thông báo thì mỗi khi mà tôi có cái video mới trên cái kênh này thì các bạn sẽ nhận được thông báo về cái video đó để các bạn có thể xem được ngay cái nội dung mà các bạn à, à, muốn quan tâm đúng không? Rồi, thế thì một số bạn sẽ hỏi là có cái chữ tham gia này nó là cái gì? Thì cái tham gia này thì nó chính là là một cái tính năng mới của YouTube, tức là nó giúp cho là cái các cái kênh này này nó có thể có các cái hội viên. Thế thì các bạn nào quan tâm thì có thể kích vào tham gia. Đấy. Thì sau đó thì các bạn sẽ tham gia vào các cái hội viên này. Thì muốn tham gia các hội viên này thì các bạn sẽ phải trả phí. Đấy, thì tùy tùy theo các cái mức khác nhau thì các bạn sẽ phải trả phí. Và các cái hội viên này thì nó sẽ có có thể nó sẽ tùy theo từng kênh. thì mỗi kênh nó sẽ có những cái ưu có các các cái đặc quyền cho cái các cái hội viên này hoặc là đơn giản là khi mà bạn tham gia bạn bạn tham gia vào hội viên này này thì có nghĩa là gì là bạn ủng hộ hay là bạn uh, góp sức để cho cái kênh YouTube này cho cái người mà sản xuất các video này có thêm một cái khoản chi phí để họ có thể làm ra những cái video tốt hơn. Bởi vì nói thật với các bạn là gì, để làm ra một cái video này thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian và công sức rồi quay cái người dựng riêng nó tốn nhiều thời gian lắm chứ không phải là không phải là là đơn giản để có thể tạo ra được một cái video có chất lượng thế thì đấy là một cái hình thức để bạn các các bạn có thể gì nhỉ, ủng hộ cho cái kênh YouTube. Ngoài ra các bạn có thể có cái phần cảm ơn này này, đấy, chúng ta cũng có thể cảm ơn đấy. Điều có các bạn có điều kiện thì có thể kích vào cảm ơn. Đấy, sau đó thì các bạn có thể mua cho cái chủ kênh này một cốc cà phê hoặc là tặng một một ít kinh phí. Này ở đây nó có À, nhỏ nhất là 20 độ 20 đồng 20.000 nhé xin lỗi 20.000 hoặc là bạn có thể tăng lên đấy tăng lên đấy tăng lên giảm xuống tùy theo cái khả năng của các bạn đúng không? Đấy. Thế thì đấy là một số các cái tính năng mà liên quan đến cái việc là đăng ký kênh. Thế thì bây giờ quay trở lại đến cái việc là khi mà chúng ta đăng ký kênh rồi thì chúng ta cần phải biết được là chúng ta đã đăng ký những cái kênh nào và làm sao để chúng ta có thể lọc nó đi được, chúng ta hủy nó đi được đúng không? ở đây thì chúng ta chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta chưa để biết được Đấy, nên bây giờ chúng ta muốn biết được là những cái kênh mà chúng ta đã đăng ký thì chúng ta sẽ cần phải làm như sau thế thì để cho nó thuận tiện ấy, thì tôi sẽ quay trở lại cái kênh YouTube chính của tôi nhé bởi vì nói thật ra là cái kênh YouTube chính của tôi là ngày xưa là tôi cũng chưa biết dùng thế nên là tôi cũng đăng ký rất là tùm lum tức là cứ thấy cái kênh nào hay là mình đăng ký luôn Thế nên là nó sẽ rất là lộn xộn. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cái kênh YouTube chính của tôi tôi đăng ký những cái kênh nào mà các bạn thấy là nó, nó đang là một cái mớ rất là hồ đốn thế thì bây giờ tôi sẽ dựa vào đó tôi sẽ lọc bớt một số kênh đi đấy, ví dụ như vậy nhé thế thì các bạn sẽ nhìn thấy là đấy, để mà làm được cái việc này nhé thì các bạn sẽ phải vào kênh YouTube này đấy, tôi sẽ làm từng bước này rất đơn rất là đơn giản thôi này tôi đóng cái này lại nhé đấy, các bạn sẽ kích vào để mình vào được kênh YouTube này vào được cái trang YouTube đã này đúng không vào trang YouTube trả, vào cái trang web của cái của YouTube này sau đó đấy các bạn nhìn thấy là nó nó rất là nhiều những thứ lồm ngồm ở trong này đấy thì khi mà các bạn chọn đúng kênh một cái dòng kênh ở đấy thôi giả sử các bạn quan tâm đến đến nghiên cứu chẳng hạn để chọn các cái các cái video về nghiên cứu hoặc là những cái về giải trí hoặc là về thời sự chẳng hạn về tin tức chẳng hạn đúng không đấy thì nó theo một dòng thì nó đỡ bị lộn xộn đấy thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở phía góc này này để khi cái này chúng ta cần phải đăng nhập nhé chúng ta vào kênh YouTube này sau đó chúng ta đăng nhập vào Gmail ấy, đấy thì khi mà đăng nhập xong thì có phải là chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của chúng ta ở đây không? Ở đây tôi đang để cái ảnh của tôi. Thế nhưng mà biểu tượng của các bạn có thể là bất kỳ cái gì. Đấy thì chúng ta sẽ kích vào đây một cái này. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Là tôi đang đăng nhập vào trong YouTube với cái tài khoản có tên là Vũ Duy Kiên, đây là cái cái kênh của tôi đấy, kênh Vũ Duy Kiên Official này này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Tôi cho to lên để các bạn dễ nhìn nhá. Đấy. Thì đây có phải chính là cái kênh chính của tôi không? Đấy thế thì các bạn cần phải kích vào cái chỗ này nhé kích vào cái biểu tượng này nhé đấy, thì nó sẽ hiện ra cái này và sau đó thì các bạn làm tiếp theo là bạn kích vào cái kênh của bạn này này, kích vào cái chữ kênh của bạn này nhá, kích vào kênh của bạn, nói lại một lần nữa này, các bạn kích vào biểu tượng này, sau đó thì các bạn xuống cái phía dưới này này, kích vào kênh của bạn, đấy, đấy. kích vào biểu tượng, đấy. làm lại nhé kích vào biểu tượng này, đấy nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này này, sau đó kích vào kênh của bạn nhé đấy thế thì lúc này là chúng ta đã vào được cái kênh của các bạn rồi thế thì ở đây ở đây là tôi đang có rất là nhiều các cái video thì chúng ta nhìn thấy như này thế một số bạn mà chưa làm video ấy, thì có thể nó không có cái gì và nó chỗ này nó trắng Đấy, tùy tùy theo tình huống nhé thế nhưng mà của tôi đang có rất là nhiều video Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang phía bên góc bên tay trái nhá góc bên tay trái Đấy, tôi cho to lên này Đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái biểu tượng ở chỗ này nó là kênh đăng ký, Đấy, nó có cái kênh đăng ký. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải kích vào đây. Đấy, thì chỗ này nó sẽ quản lý cho chúng ta tất cả những cái kênh mà chúng ta đã đăng ký. Đấy. Thì chúng ta sẽ kích vào đây nhá kích vào kênh đăng ký này. Đấy. Thì khi chúng ta kích vào kênh đăng ký thì chúng ta thấy là có một loạt các cái video ở các cái kênh đăng ký này Đấy, thì nó đã nó đã có ở đây rồi. Đấy, thì nó sẽ hiện ra ở đây. thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm những cái kênh sau đó thì mình nếu mà mình muốn giữ thì mình giữ lại còn không thì mình hủy đăng ký đi nhé Đấy, thì muốn hủy đăng ký thì chúng ta sẽ kích vào cái phần nó có chữ là quản lý nhá quản lý Đấy, quản lý Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy quản lý này Đấy. Đấy, chúng ta sẽ kích vào cái chữ quản lý này Đấy, để để đến để chúng ta đến một cái trang mà cái trang đó nó sẽ bao gồm các cái kênh Đấy, sau đó thì chúng ta có thể hủy đăng ký Đấy mình kích vào quản lý nhá kích vào quản lý này đấy. đấy Thế thì có phải là lúc này các bạn sẽ thấy là ở trong này nó có rất nhiều rất là nhiều các cái kênh khác nhau đấy ngày xưa tôi cũng không biết thì tôi cứ đăng ký tôi thấy cái gì hay hay là tôi đăng ký đấy, thì giả sử như là tôi muốn không muốn theo dõi những cái kênh này nữa chẳng hạn đúng không Ở đây có chữ đã đăng ký này đấy. thế mình sẽ kích vào cái chỗ này nhá kích vào cái đã đăng ký này này để tôi cho to lên nhé Đấy. đã đăng ký đúng không? Đấy. thế thì mình sẽ kích vào đây Đấy. kích vào cái này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng sau đó mình lựa chọn mình hủy đăng ký thôi Đấy. mình kích vào đây nhé Đấy. sau đó là mình kích là hủy đăng ký Đấy. hủy đăng ký nó hỏi là mình có muốn hủy đăng ký vào cái kênh này không thế mình kích là hủy đăng ký Đấy. như vậy là nó đã mất rồi đúng không? bây giờ chúng ta muốn biết là nó thật thực sự mất hay không thì mình chỉ cần refresh lại cái cái trang này thôi. Đấy tôi vừa click vào Refresh ấy. đấy. Thì nó sẽ cập nhật lại và chúng ta thấy là cái kênh đấy nó đã biến mất rồi. Đấy, kênh đấy nó ở trên đầu tiên nó đã biến mất rồi. Ở dưới này nó còn rất là nhiều các kênh khác nhau nữa. Và tí nữa tôi sẽ ngồi tôi sẽ lọc bớt các cái kênh để sao cho những cái phần theo dõi của tôi nó chỉ liên quan đến các cái trọng tâm mà tôi quan tâm thôi. Rồi hy vọng là bạn đã có thể hiểu cách làm, cách để các bạn có thể đăng ký được một cái kênh YouTube. Và sau khi mà chúng ta cảm thấy là không hứng thú nữa hoặc là chúng ta có thể check kiểm tra lại các cái kênh mà chúng ta đã đăng, đăng ký và sau đó thì các bạn chỉ kích vào đó thôi là các bạn có thể hủy đăng ký giả sử như cái kênh này nhá này mình cứ kích vào đây sau đó nó sẽ có chữ hủy đăng ký đúng không những kênh này cũng thế tương tự tất cả các kênh mình đều có thể hủy được rồi tôi sẽ dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong các cái video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.